Ghiền Tuấn Kiệt lên tiếng về ảnh đám cưới với Buka, nói gì mà dân tình rần rần chờ ngày đón tin vui. Thời gian qua, Ghiền Tuấn Kiệt Buka là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền không ngừng nghỉ bởi cả hai trông rất xứng đôi. Dù lộ hình hẹn hò 7749 lần, nhưng Buka Ghiền Tuấn Kiệt vẫn tuyên bố chỉ là chị em. Mặc cho nhân vật chính lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò nhưng khán giả vẫn siết nhiệt tình. Vừa qua, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền hình ảnh Ghiền Tuấn Kiệt và Buka mặc trang phục truyền thống tiến hành nghi lễ ăn hỏi. Khoảnh khắc trên khiến dân tình đứng ngồi không yên. Mới đây, Ghiền Tuấn Kiệt đã lên tiếng về những hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội này. Theo đó, anh chàng chia sẻ lại bức ảnh xuất hiện cùng Buka, được netizen đồn đoán là chính thức về nhà. Nam ca sĩ kiêm diễn viên hài hước viết tặng em một bài thơ làm vội, làm thơ khó quá, thôi làm vợ. Động thái của Ghiền Tuấn Kiệt khiến dân tình không khỏi nhịn cười. Dù không trực tiếp đề cập đến chuyện cưới xin, song bài viết của Ghiền Tuấn Kiệt khiến các fan càng có cơ sở để đẩy thuyền anh và Buka. Trên thực tế, hình ảnh diện trang phục cưới truyền thống đứng trước bàn thờ gia tiên của Buka và Ghiền Tuấn Kiệt chỉ là tình huống trong một chương trình truyền hình, không phải lễ cưới thật như nhiều khán giả đồn đoán. Trước việc được nhiều khán giả đẩy thuyền, cặp đôi đều lựa chọn giữ thái độ im lặng. Không những thế, cả hai thường xuyên đăng ảnh mặc đồ đôi check-in chung một địa điểm. Dù không đứng chung một khung hình, nhưng netizen vẫn soi ra được điểm nghi vấn. Khi được hỏi đến thì Buka và Ghiền Tuấn Kiệt cho biết cả hai chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết. Buka từng nhận xét về Ghiền Tuấn Kiệt là người hiền lành và chân thật. Nữ diễn viên còn tiết lộ về hình mẫu chồng lý tưởng. Từ trước giờ tôi chỉ thích yêu người trong nghề, vì đặc thù công việc tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn nam. Nếu bạn trai không hiểu sẽ dễ dẫn đến ghen tuông. Mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc, trưởng thành, không quan trọng tuổi tác. Ghiền Tuấn Kiệt cũng từng tiết lộ về gu nửa kia. Tôi thích bạn gái cá tính, chững chạc, trưởng thành và nấu ăn ngon. Tôi từng rất sợ yêu người trong nghề vì không có thời gian nhiều. Chia sẻ về việc liên tục được đẩy thuyền, Buka từng nói: mọi người cũng hay đẩy thuyền chúng tôi, bảo là đẹp đôi này nọ. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi ngột, mình lớn tuổi hơn, mình già dặn rồi nên cũng hơi ngại. Thế nhưng dần theo thời gian tôi cũng cảm thấy bình thường, đi đâu cũng cảm thấy mọi người đẩy thuyền. Mà thật ra đẩy thuyền với người đẹp trai nên tôi cũng hãnh diện. Trong một talk show, Buka cũng lên tiếng khẳng định đã có bạn trai. Cô nói, nếu mà hỏi thì cũng chia sẻ thật lòng với mọi người rằng Buka cũng có bồ rồi, cũng lớn, trên hàng ba rồi, nên bây giờ cũng đến tuổi yêu, mà thực ra là quá tuổi yêu rồi chứ nên là có bồ rồi. Không rõ nửa kia của Buka là ai, nhưng động thái thừa nhận này của nữ diễn viên cũng khiến khán giả quan tâm. Bên cạnh đó, Ghiền Tuấn Kiệt cũng từng chia sẻ, bây giờ tôi cũng 28-29 rồi, cũng sắp rồi, nhưng mà tới thời điểm hiện tại tôi muốn hoạt động, làm việc nhiều hơn nữa. Cho đến một thời điểm nào đó, đúng duyên thì nó sẽ tự tới thôi. Bởi vì khi mình vạch ra một cái mức nào đó thì chính mình sẽ tự tạo áp lực cho mình. Nếu nó không như mình mong muốn, mình cũng sẽ không vui vẻ vì điều đó. Cho nên tôi nghĩ điều gì tùy duyên sẽ hay nhất. Buka được biết tới là một diễn viên hài nổi bật của sân khấu thế giới trẻ. Diễn viên hài chính ít tạo được dấu ấn với lối diễn tưng tửng ngu ngơ, nhờ đó đắt sâu từ phim ảnh truyền hình đến game show. Cô từng tham gia phim Cô Thắm Về Làng Gạo Nếp Gạo Tẻ. Ghiền Tuấn Kiệt sinh năm 1994 được biết tới là ca sĩ từng tham gia chương trình Sing My Song. Nam ca sĩ cũng tham gia nhiều phim truyền hình điện ảnh như Gia Đình Là Số 1, 100 Ngày Bên Em, Biệt Thự Benzi, Suits.